Xin chào các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ dẫn các bạn thêm cái chương trình Anip vào cái phần show application. Thì hiện tại thì cái chương trình Anip nó chưa được thêm vô cái phần show application. Và sau đó mình cũng sẽ dẫn các bạn thêm cái chương trình Anip vào cái menu để cho mình dễ dàng mở cho nó nhanh. Thì đầu tiên mình sẽ mở terminal. Và mình sẽ có lệnh như sau. Rồi, mình nhập password của mình vô. Rồi, tiếp theo thì nó hiện ra một cái file anip desktop như vậy. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ mở một cái file của cat như vậy. Rồi mình vô lại cái folder my software của mình. Rồi, mình click vô cái icon anip. Rồi mình chọn property. Rồi mình copy cái đường dẫn. Rồi mình sẽ paste nó lại vào cái dòng SQ như vậy. Rồi mình viết tiếp là xuyên Anip. Xuyên Anip tức là mình chọn thấy cái icon Anip này. Rồi tiếp theo thì mình chọn cái dòng icon tới đây. Được cái icon SPM. Thì mình ở chỗ này. Rồi mình sẽ copy cái tên của nó. Ta từ đây, các bạn chú ý hai cái dòng này. Rồi tiếp theo thì mình sẽ copy mấy cái dòng này. Rồi mình spat lại do cái file edit desktop như vậy. Rồi mình nhấn save. Rồi tiếp theo thì mình sẽ do cái folder. Mình chọn mình sẽ chọn add location. Rồi mình chọn computer. Rồi mình chọn USB. Rồi mình do folder share. Rồi mình do folder application. Rồi cái chương trình edit của mình nó được thêm như vậy. Rồi mình sẽ run nó thử. Đó, chương trình Anip nó đã chạy lên như vậy. Rồi, mình đã chọn cái cuộc play như vậy. Rồi, cái này thì mình cancel. Tiếp theo thì mình đi vô cái mục show application. Thì cái chương trình Anip nó đã thêm như vậy. Đó, thì mình sẽ chọn add to favorite để nó thêm vô cái thanh menu cho mình. Đó, nó thêm vô thanh menu cho mình như vậy. Rồi tiếp theo thì mình sẽ double click cho để cho nó tạt cái chương trình này. Rồi nó đã chọn là bảo mình phải chọn cái workplace tức là cái nơi lưu trữ code của mình. Thì mình sẽ vô file rồi mình tạo ra một cái folder là mới chẳng hạn. Đây là folder chẳng hạn như là code Java Core chẳng hạn. Rồi mình nhấn DA. Rồi em chỗ cuộc này thì mình sẽ trò về cái folder Java Core của mình. Đó. Rồi mình chọn OK. Rồi mình chọn Long. Rồi chương trình Anip nó đã mở lên cho mình như vậy. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đi tạo ra một cái đồ Z để mà mình đời mô chẳng hạn. Mình chọn Java đồ Z. Rồi mình đặt tên cho đồ Z là Hello World chẳng hạn. Rồi mình chọn Get. Mình chọn PI. Chọn PI. Cái file
module info.java này thì mình xóa đi, nó không cần thiết. Tiếp theo thì mình sẽ đi tạo ra một cái class. Rồi ở cái phần package thì mình sẽ nhập là form.mongo chẳng hạn. Rồi tiếp theo mình đặt tên là demo1 chẳng hạn. Rồi mình chọn hàm main cho cái class này. Mình chọn finish. Rồi. Ở chỗ này thì mình sẽ in ra màn hình một cái dòng lệnh nào đó chẳng hạn. Ví dụ như mình in ra cái chuỗi là kéo không chẳng hạn. Tiếp theo thì mình sẽ đi run project, mình click vào đây để mà run cái project của mình. Đó, thì ở trên cái mà cái cơ sở console nó đã in ra được cái chuỗi welcome như vậy. Thì mình xin tạm dừng cái video hướng dẫn của mình tại đây. Thank you.